Này nè, này nè, hỡi nữ thần, xin người hãy bảo vệ con gái của con. Hỡi những thế lực đen tối trên thế giới, tên ta là Derry, và ta đã quay trở lại rồi. Này nè, mẹ băng xia, ta vào trong kiểu gì? Có vẻ như Derry đã biết chúng ta tới đây, nên hắn làm như vậy để chúng ta không thể nào vào được. Hỡi nữ thần, xin hãy giúp chúng con, xin người. Máu của ta đã chảy trong huyết quản của ngươi rồi, giờ ta cũng sẽ để lại sự ảnh hưởng của ta trong tâm trí của ngươi. Ta sẽ biến ngươi thành người sùng bái thế lực hắc ám giống như ta. Mẹ Băng Xi à, hãy lấy đất đi, nhanh. Từ bây giờ trở đi, ngươi sẽ làm việc mà ta sai bảo mọi thứ. Chuyện gì vậy? Này nè, này nè, hãy cẩn thận,
Mẹ Maxi, con hy vọng Naina nó sẽ được an toàn. Con bé có thể ở đâu được chứ? Mẹ Maxi, điện thoại của con. Đó là Du. Alo, alo Kali. Tại sao em và mẹ Maxi đột nhiên rời khỏi buổi cầu nguyện vậy? Du, chúng em đang đi tìm Naina. Naina sao? Nhưng Naina đang ở đây với bọn anh mà. Được rồi, em sẽ trở về đó ngay. Chuyện gì vậy Kali? Naina đang ở nhà. Kali, hãy cẩn thận nào. Naina, Naina, con có ổn không vậy? Mẹ, con ổn mà. Con không sao. Nhưng mà sao hai người lại nghĩ Naina không ổn chứ? Em nói anh nghe. Kali, Kali, em đang làm gì vậy? Con bé đang làm gì vậy? Derry vừa mới quay lại với chúng ta. Em muốn giết chết anh ấy hay sao? Anh đang nói với em đó Kali. Nandu, Nandu, anh đã nhầm rồi. Derry không có ở đây. Em nghĩ là anh nhầm sao? Em nói rằng anh đã nhầm hả? Vậy Derry ở đâu nếu anh ấy không ở đây chứ? Anh ấy đang ngồi ở đây. Nandu, đó chỉ là ảo ảnh do anh ta tạo ra. Anh ta đã rời khỏi nhà cùng với Naina. Em đang nói gì vậy Kali? Một ảo ảnh sao? Một ảo ảnh hả? Là gì? Nandu, xin anh hãy tin em. Anh không muốn tin em. Naina đã ở trên lầu ngủ. Anh lên đó để gọi con bé, để con có thể có được các lễ vật. Vậy làm sao anh có thể tin em được? Nandu, em im lặng. Hãy trật tự đi. Anh không muốn nghe bất cứ điều gì khác Kali. Nếu em nói thêm một lời nào nữa chống lại anh hai của anh, anh đang cảnh báo em. Và anh xin thề với mẹ, anh sẽ rời khỏi ngôi nhà này mà đi. Thôi nào, đi anh. Naina và Bavita, dì sẽ đưa các con về phòng dì. Mình mệt mỏi với những cuộc đối đầu hàng ngày này rồi. Vừa sát đủ thời gian, mình đã chống chọi lại bùa chú trên sợi chỉ và về nhà kịp lúc. Nếu không thì hôm nay cô ta đã thành công vạch trần mình rồi. Derry à, tại sao lại rời đi? Làm ơn, đừng đi, Nandu à. Anh không được chào đón ở ngôi nhà này. Anh nên rời khỏi đây. Bởi vì anh mà tất cả sự mâu thuẫn đều tạo ra giữa mọi người. Sẽ tốt hơn nếu anh rời đi. Anh à, nghe em nói đây. Anh à, Bát à, Naina, Naina, cô đi đâu vậy? Naina, Bát ơi,
đây là sô-cô-la dành cho bác. Làm ơn bác đừng đi. Con sẽ chia sẻ sô-cô-la của con với bác mỗi ngày. Nhưng mà làm ơn đừng đi. Mọi người ở đây đều nghĩ bác là kẻ thù của con. Không đâu bác à, bác không phải là kẻ thù của con. Mình làm bạn nhé. Cảm ơn con. Con thật tốt bụng Naina. Bây giờ bác con sẽ không đi đâu. Tôi thật sự không muốn làm hại Naina. Hãy tin tôi, anh chính là bậc thầy của sự dối trá, phải không? Tôi sẽ không bao giờ sập bẫy nữa đâu. Tôi biết ý định của anh là gì. Tôi chỉ không đủ bằng chứng để chứng minh ý định xấu xa của anh mà thôi. Và Naina, gọi anh bằng bác vì những giá trị mà tôi đã truyền cho con bé. Đừng nghĩ nó còn gì hơn thế nữa. Anh à, anh và Naina thân nhau quá. Em thật sự rất là hạnh phúc. Anh đừng bao giờ nói tới chuyện rời bỏ em. Anh sẽ không bỏ em đâu. Không bao giờ. Mẹ Mansi à, con không hiểu tại sao Naina lại ngăn Derry rời đi chứ. Mẹ không biết nữa Kali. Mẹ nghĩ là anh ta chắc hẳn đã lo liệu để chiếm được niềm tin của Naina mà không cho ai biết. Và bây giờ Naina đã bắt đầu có cảm tình cho anh ta. Không mẹ Mansi, không thể nào như vậy được. Chúng ta đã dõi theo nhất cử nhất động của Naina mà. Được rồi, chúng ta sẽ phải làm một bài kiểm tra nhỏ để mà xác minh điều đó, để tìm hiểu xem Derry thực sự đã làm gì với Naina. Thần Rama, xin hãy bảo vệ cô con gái của con. Cứu, cứu con với. Có vẻ như Naina sẽ không cứu được Pavitra. Mình phải làm điều gì đó. Pavitra, Kali, không ai có thể cứu được mạng sống con gái cô, kể cả thần linh.
Này nè, bà Vita. Deidre lại thất bại một lần nữa. Thức tỉnh đi Naina. 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 Thức tỉnh đi nào. Ta nghĩ phép thuật của ta không có tác dụng với Naina, vì nó không thể nào nghe thấy ta. Hôm qua nó đã cứu Bavitra khỏi bị chết đuối, bởi vì nó không thể nghe thấy được ta. Naina. Thức tỉnh đi Naina. Thức tỉnh đi Naina. Thức tỉnh đi nào. Ta đang đợi con. Thức tỉnh đi Naina. Hãy đến đây với ta nào. Hãy đến đây với ta Naina. 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 Naina đâu mất rồi? Đến đây nào. Đến đây. Bác đang làm gì ở đây vậy? Tại sao con đến đây được? Con đến phòng của ta để mà chơi với ta. Con sẽ chơi với ta có phải không? Vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi. Trò chơi gì ạ? Ta sẽ nói cho con. Đi với ta nào. Đây, trò chơi sẽ diễn ra như thế này. Ta sẽ vẽ một cái gì đó trên lòng bàn tay của con, và con sẽ phải nhắm mắt lại, và con đoán xem ta đang vẽ gì. Được chứ? Dạ. Nhắm mắt lại nào. Nếu như màu sắc trên chiếc lông này thay đổi, có nghĩa là nghi lễ của mình đã hoàn tất thành công. Naina. Con đến đây khi nào vậy? Mẹ ơi, con đang ngủ. Và khi con mở mắt ra, con nhận ra mình đã ở đây rồi. Tôi thậm chí không được chơi với con bé hay sao?
tôi biết anh có động cơ ẩn sau việc này, nhưng mà tôi sẽ phá ngang tất cả mọi kế hoạch mà anh vạch ra.